Trước đây, nghề làm muối tại Khánh Hòa luôn theo kỹ thuật truyền thống, khiến cho năng suất và chất lượng thấp, rất khó tiêu thụ. Vừa qua, nhiều diêm dân đã bắt đầu sản xuất muối theo phương pháp trải bạc trên ruộng để cho ra hạt muối chất lượng sạch, giá bán cao gần gấp đôi so với muối thông thường. Những ngày này, tại cánh đồng muối Hòn Khói, thị xã Ninh Hòa, được coi là vùng sản xuất muối nhiều nhất của tỉnh Khánh Hòa, đã bắt đầu xuất hiện những ruộng muối trải bạc. Diêm dân tại đây đã đổi cách sản xuất muối bằng áp dụng công nghệ mới để cho ra lượng muối chất lượng sạch, hạt muối đều, ít tạp chất, khác với muối sản xuất theo phương pháp truyền thống. Cách làm muối trên nền bạc mang lại hiệu quả cao, như vừa rút ngắn thời gian sản xuất, chỉ trong 7 ngày là có thể thu hoạch muối, so với muối trên nền đất phải mất đến 15 ngày, lại vừa giảm mức đầu tư thuê lao động. Do muối sạch nên rất dễ tiêu thụ, tiểu thương đến tận ruộng để thu mua với giá cao. Một hecta muối sạch, diêm dân thu về lợi nhuận gần 60 triệu đồng, trong khi lợi nhuận của một hecta muối thường chỉ đạt 30 triệu đồng.